Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì đang có hai cái sự kiện rất là hấp dẫn các bạn ơi. Đây là một cái sự kiện, đầu tiên là sự kiện run nha mọi người. Đây, run nghĩa là chạy. Đó, ở đây thì thành viên này thì mình nhìn hơi bị ngầu luôn nha. Không biết các bạn thấy sao chứ mình hơi bị kết con này đó. Và sự kiện này diễn ra trong vòng tầm khoảng 3 ngày 11 tiếng nữa. Và cách để sở hữu được thành viên này thì Ante có chia sẻ với các bạn trên cái trang gọi là AnteChannel.com nha. Đây, sự kiện đang diễn ra, đang có hai sự kiện, một là Maze, hai là Run. Rồi ba sự kiện này là ba sự kiện tiếp theo nha mọi người. Anh em có thể bấm trực tiếp vào sự kiện để xem coi là sự kiện này nó làm nhiệm vụ gì nha. Đây, tới công chuyện luôn. Thành viên này thì Hante có chia sẻ với các bạn luôn nha. Anh em có thể bấm trực tiếp vào luôn nha mọi người. Đây, các bạn bấm trực tiếp vào để các bạn biết được cái thành viên này nó mạnh như thế nào. Và các bạn đừng quên để lại một cái bình chọn cho cái năm sau cái bài viết của Hante nha mọi người, cho có thêm một chút xíu sức mạnh, giống như là năng lượng lên tới nóc luôn vậy đó. Rồi, chỗ này thì các bạn chú ý cho mình nha. Ở đây thì Hante có để cho các bạn là con này khi mà chưa luyện chiêu thì nó như vậy, nhưng mà sau khi luyện chiêu, cái chiêu của nó sẽ được thay đổi nha mọi người. Đó, và những chiêu này thì luyện trong vòng khoảng 2 ngày là xong. Rồi, và đây là những cái chiêu thức khắc hệ. Đây là 4 chiêu của chú ấy nè, những chiêu khắc và những chiêu được đam ấy, hay là những chiêu bị giảm. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ... Ôi chà, được 7 bình chọn rồi nha. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ review nhẹ về cái thành viên này nha mọi người. Mình thì mình hơi bị mê con này rồi đó. Wow, mời các bạn hướng mắt về sân khấu luôn. Thôi ôi, trên người chú ấy mang một cái sợi dây thần. Dây này là dây thần nha các bạn, không phải dây thường đâu. Rồi, ở đây thì chú ấy sẽ có tổng khoảng 4 chiêu nha. Đây, YouTuber HNT. Rồi, bây giờ thì chúng sẽ mang cái thành viên này đi quậy nhẹ cho vui. Thành viên này là Robo nha. À, Heroic mùa trước là HNT đã cố gắng lắm mới lấy được thành viên đó về đó cả nhà ơi. Đây, còn bây giờ thì sao đây? Chúng ta sẽ đến với nhân vật này đi. Ca này có bộ khó các bạn, độ khó rất là cao luôn, cho nên là anh em mình sẽ đến với sức mạnh Robo. Wow, Robo đây solo tay đôi với thành viên đó chính là Heroic. À, bé này thì một ngôi sao vàng cả nhà ơi. Nhìn con này là mình cũng thấy kết nó lắm luôn á. Nó gõ mình cái thôi là mình lên bờ xuống ruộng liền. Và đây là nhân vật Virago, tay cầm kích các bạn nha. Sở hữu sức mạnh đến từ dòng Heroic cho nên nó chẳng ngán con nào luôn. Wow, và đây anh em mình đang đến với một cái thành viên cũng rất là đình đám. À, nhân vật Heroic nha. Wow, và đây là thành viên con này tên gì ta? À, Titan gió các bạn ơi, Titan và thuộc dòng hệ gió. À, đang có hai ngôi sao vàng rất là hấp dẫn luôn. Victory. Hiệp đấu đầu tiên anh em chúng ta đã hạ gục được đối phương. Bây giờ anh em mình sẽ đến với cái hiệp thứ hai. Đây rồi. Wow, sức đam đang được tăng gấp đôi đến từ nhân vật Robo. Chú ấy sẽ đưa một bàn tay lên và tạo lượng sát thương cho tên bạn luôn. Ôi cha, anh em mình nổi không? Thì chiêu đam tôi nhất của thành viên này sẽ là tuyệt chiêu. Đấy, mặt trăng nha. Ôi, vẫn còn các bạn ơi. À đây, chúng ta vẫn thể hiện được. Ôi, móng vuốt con này cào khấu mà là rất là đẹp luôn á cả nhà. Wow, nhìn gọi là thấy mê luôn. Rồi, thành viên cuối cùng của tên bạn thuộc dòng Heroic là đây. Sức đam đang được tăng gấp đôi. Wow, và cả nhà ơi, ai mà chưa đăng ký kênh thì nhớ để lại cho HT một subscribe nha mọi người. Đây, cả nhà nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để HT ra video hay là livestream thì mọi người sẽ đều nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Và nhất là những bạn nào mà xem trên điện thoại thì anh em hãy dừng lại và kéo xuống video dưới video này tầm khoảng chút xíu là các bạn sẽ thấy cái khung này ha. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký đỏ đỏ nằm bên góc tay phải nha mọi người để ủng hộ cho HT với. Wow. Rồi, còn bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái nhân vật này đi ha. Còn cái link trang web mình thì mình cũng để bên dưới phần mô tả của video luôn. Anh em nào mà không có thấy thì bên góc tay phải đó các bạn. Đó, dưới video bên góc tay phải anh em sẽ thấy cái mũi tên nhỏ nhỏ, anh em sổ nó xuống thì các bạn sẽ thấy phần mô tả của video nha. Anh em hãy bấm vào là hntchannel.com đưa link về cái trang web của mình. Và khi về trang web của mình thì các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ cập nhật được những cái sự kiện mới nhất của cái tựa game này luôn. Đó, HNT cập nhật mỗi ngày cho cả nhà luôn ấy. Sự kiện nào mới ra hay là rồng nào mà sắp ra là HNT bế cho các bạn xem liền.
Wow, victory nha. Rồi, để cho các bạn xem những cái chú rồng mới ra thì chúng ta cũng chia sẻ luôn. Dragon's New, anh em hãy bấm trực tiếp vào cái nút màu đỏ đỏ này luôn nha. Rồi, đây, những con rồng mà sắp ra đây các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nha. Ở đây thì có mấy con Legend nè, có Mysticast luôn và đây, thành viên này là rồng mới nha. Và các bạn có thể bấm trực tiếp vào để các bạn xem những cái thông tin của những cái chú rồng này. Hắn tên đã cập nhật hết rồi nha. Đó, còn bây giờ thì anh em mình sẽ đến với sự kiện. Wow, hoàn thành nhiệm vụ rồi nè các bạn. Anh em chúng ta sẽ vào đây để thu điểm nha. Chỗ này thì kiếm 5 điểm các bạn sẽ đi thu hoạch thức ăn nha. Đây. Đó, anh em bấm. Rồi, xong. Sau khi mà thu đủ rồi thì nó sẽ hiện cái này nha. Lắm. Chỗ này thì chúng ta sẽ thả 4 quả trứng rồng ra để kiếm được 7 điểm cộng. 4 quả trứng rồng. Ui, ở đây mình đủ luôn nè các bạn ơi. Con này là con hệ băng nè. Một bé. Ok chưa? Rồi, sau đó anh em mình sẽ nâng cấp cái con băng này lên. Mình mục đích lai cái con băng này ra là để đi lai rồng đó các bạn. Chúng ta sẽ đi lai tạo những cái chú rồng VIP. Đó, cần có con có chiêu hệ băng. Rồi, và bây giờ thì chúng ta mang thêm 4 thành viên này ra nữa. Tới công chuyện luôn. Rồi, sau khi đưa ra thì anh em mình sẽ bán bớt đi nha. Đây. Còn 2 bé nữa là anh em mình sẽ được tới 7 điểm luôn á cả nhà. Vô kèo đi cha. Anh em mình phải bán ra mới có chỗ để cho rồng nó nở ấy. Rồi, bán luôn. Ôi, chết chưa, bấm lộn nút rồi. Trời ơi, đáng lẽ là thả nhỏ ra, cái này bấm luôn bán nhỏ luôn rồi. Thiệt tình là thiệt tình. Thôi anh em mình sẽ đi mua lại thôi các bạn ơi. Đây, cái con này thì nó bán trong shop với giá cũng khá là mắc đấy, hình như là 1 triệu một con ấy. Đây, 1 triệu vàng một con. Rồi, còn bây giờ thì nay chúng ta sẽ mua lại nha mọi người. Wow, và đây là sự kiện Mazia. Đây, sự kiện này là hơi bị ngon nha. Wow, ở đây thì các bạn muốn biết những cái con rồng này các bạn tốn bao nhiêu điểm để có thể lấy được những cái thành viên này về thì anh em hãy truy cập vào cái trang của mình luôn. Chỗ anh em mình về home đi ha. Đây, về nhà các bạn. Đó, sau đây thì Mazia. Đây, chúng ta sẽ đến với sự kiện đầu tiên. Rồi, ở đây sẽ là 14 con rồng nè. Hắn ta xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới nha. Anh em cứ việc chọn những cái con rồng mà các bạn muốn bế về nha. Đó, để sẵn hết cho cả nhà luôn. Và số điểm coi thì được tính hết trơn rồi, anh em cứ việc vào xem nha. Cách để lấy thì kiếm điểm coi thì anh ta cũng chia sẻ luôn. Anh em bấm cái con rồng cuối cùng đi. Rồi, chỗ này thì tổng số điểm sẽ được tới tầm khoảng 19.800 điểm. Chưa tính cái số điểm mà các bạn có thể xem quảng cáo để nhận được nha. Chỗ này thì anh ta hiện tại đang me một cái con rồng các bạn ơi. Đâu rồi, để mình kiếm cái con rồng mình đang me cho các bạn xem. Đây, con cấp nghe. Rồi, với cái thành viên cấp nghe này thì chúng ta sẽ đưa cái bé này về nha. Wow, 230.000. Mỗi bước đi thì chúng ta sẽ kiếm thêm được những cái điểm coi này để chơi sự kiện, đó chính là Run. Đó, cho nên đó là anh ta sẽ cố gắng bế cái thành viên này về nha. Rất là ngon lành luôn. Wow, 5 điểm nè các bạn. Ok. Và anh em nào mà muốn biết cái sự kiện tem thì các bạn hãy vào cái trang của mình luôn đây. Cái gì cũng có hết các bạn ơi. Tin tức nha, anh em bấm trực tiếp vào tin tức đi. Rồi các bạn sẽ kéo xuống phía dưới. Này, một là cái chỗ này. Đây, cái sự kiện này là mọi người. Hai là các bạn có thể kéo xuống phía dưới. Đây là tất cả những cái sự kiện luôn. Rồi anh em hãy bấm chọn vào ha. Rồi, sự kiện này là tem 20 người của tháng 12 ha. Anh ta sẽ cập nhật mỗi tháng cho các bạn luôn nha. Để cho... Rồi, nhớ để lại 5 sao cái nha các bạn. Quất cái cho nó ngầu rồi. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ biết được ngày mấy sẽ có sự kiện gì. Chẳng hạn như là ở đây ngày 17 tháng 12 thì chúng ta sẽ có sự kiện là 370 Orbit của Legend Daisy. Đó, thông báo với mọi người luôn để anh em chuẩn bị tinh thần mà chiến nha. Wow, chỗ này thì sao đây? 350 điểm là mình đi hết nổi rồi đó. Đi tới cái chỗ này là không đi nổi nữa các bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực arena đây ha. Khu vực này thì chúng ta sẽ mang cái thành viên. Ui chà, mùa này qua mùa mới rồi các bạn ơi. Ở cái mùa này thì cái con hệ lá đang được lên ngôi.
Wow. Thành viên hệ lá gọi là đang được rất là nhiều và người yêu mến và hâm dọa luôn các bạn à. Trời ơi, mới vô bị bế một phát đã khúc máu luôn ấy. Ghê thiệt. Rồi, pha này thì anh em mình sẽ đến với Virago. Rồi, tiếp theo thì sẽ đến với ông đệ ông bự đi ha. Cái chiêu đam to nhất của chú ấy bị giảm đam luôn rồi. Cái chiêu 2600 đam của chúng ta bị giảm mất tiêu rồi, cho nên anh em mình đành phải xài qua cái chiêu khác các bạn ơi. Và tiếp theo thì mình sẽ nhờ đến thành viên đó chính là Virago. Đây, một nhân vật gọi là vô cùng đẳng cấp luôn. Đó, cho con này nó cân tem đi chứ tem mình là bây giờ mấy con này yếu máu hết trơn. Đó, được thêm một ít điểm chơi sự kiện nữa nè. Wow, khu vực này thì anh em chúng ta sẽ mở thêm cái chiếc rương may mắn nha. Wow, rương may mắn lần này của anh em mình lên đến 20, 24, 28 Obico Legion. Wow, hơi bị hên nha mọi người, anh em mình được tới 28 luôn ấy. Rồi, pha này thì nên chúng ta sẽ mang cái thành viên. À, mình có một cái con Vam. Đây, một con Vam Macaron. Con này thì nó hơi bèo một tí nha mọi người. Đó, con nào của mình nói con nào bèo thì mình nói nó bèo thôi. Wow, bé này thì 32 ha. Đó, mình thấy cũng ngon cơm phết luôn. Đây rồi, tình huống này thì theo HNT thì mình sẽ nhờ đến Lâm nè. Hai con này solo với nhau ổn không nhỉ? Mình có chiêu hút máu, đương nhiên là mình sẽ mạnh hơn người ta được một tí ha. Wow, victory được 90 điểm luôn cả nhà ơi. Nó xảy nha, chỗ này thì 70-70 và hồi tới công chuyện luôn. Cái này là tem bạn nó luộc mình như là luộc trứng luôn ấy. Không đùa được đâu. Rồi, thành viên này anh em mình phải mang mấy con mạnh mạnh ra mới chịu nổi. Chứ mang mấy con bèo bèo là mình chắc với các bạn luôn là anh em mình bị bế đi mà. Bế này là bế gấp luôn ấy. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đến với thành viên Virago đi. Cho nó ra nó cân đi, cho nó lẻ ha. Wow, hết sảy luôn. Ây cha cha, thốn dữ ta. Ôi ôi, con này nó tới level 70 và nó 5 ngôi sao luôn các bạn. Hàng gì sức đam của nó rất là gắt. Anh em mình được đam luôn nhưng mà quýnh không có thấm tháp gì hết các bạn. Không có thấm thía gì hết trơn luôn á. Hai con được đam luôn nè. 70.000 một hit luôn ấy. Đâu có đùa với mình được. Ui thôi, thành viên này mạnh dữ. Mạnh dữ các bạn ơi. Ôi ghê thiệt. Victory nha. Rồi, anh em mình còn tới 3 hiệp nữa luôn á cả nhà. Nhưng mà rồng của mình á thì bị dậm rồi là teo tua tơi tả như tờ lá chuối luôn á. Rồi, 70 70, giờ con này thì 42. Ui chứ sao đội hình tên bạn mạnh dữ vậy ta. Gặp con như là cao thủ không ấy. 40 nè. Trời ơi, một chiêu thôi là anh em mình bị bế đi rồi. Đó, quan trọng là cái con này nè các bạn. Con này mà nó sốc đam với mình là nên chúng ta mệt lại luôn ấy. Wow, tay bạn còn một bé hổ nó đam với mình nữa rồi. Không xong rồi đại dương ơi. Ca này là thấy không ổn rồi đó. Trời ơi, gấp đôi lượng sát thương luôn cả nhà ơi. Ca này chắc có lẽ là anh em mình bị gọi là lên bờ xuống ruộng nữa rồi. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ nhớ để lại cho HNT một subscribe nha. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha cả nhà. Để HNT ra video thì mọi người mới nhận được thông báo nha. Rồi, và ở đây thì các bạn hãy kéo nhẹ xuống dưới video một chút xíu. Các bạn sẽ thấy cái nút đăng ký đỏ đỏ nằm bên góc tay phải nha. Rồi, nhớ đăng ký và mở thông báo lên nha cả nhà. Và ở cái trang web của mình đó chính là trang HNTchannel.com, nơi mà mình cập nhật những cái sự kiện mới nhất của tựa game Dragon City thành phố rồng. Anh em hãy truy cập vào mỗi ngày để biết được những cái sự kiện mới và cách để chơi sự kiện nha. Còn khu vực ở dưới đây thì có một cái khung chat nhỏ dành cho mọi người, nên chúng ta có thể vào chém gió cho vui.
Rồi, còn bây giờ thì ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo. Anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập nữa nha. Hôm nay xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.